Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Tôi là Tuấn Xe Lửa. Mọi người gọi tôi như vậy á bởi vì tôi sinh ra ở bên đường ray xe lửa thôi. Nhưng mà hôm nay á, tôi đang phải đối diện với một cái áp lực cuộc sống rất là lớn. Nguyên nhân là đây. Đây là anh Hoàng Đầu Đất, một thanh niên chưa trải sự đời, nóng tính, lại hay gây chuyện nữa. Lúc nào cũng để tụi giang hồ tới kiếm chuyện. Coi nè, chuyến này xong không rồi. Nhưng mà không sao, tôi vẫn luôn tin là chỉ cần có anh, có em đồng tâm hiệp lực thì chuyện gì cũng thể giải quyết được. Trai tráng đôi chi lớn mênh mông, đạp lên bao trông gai hiểm ác tung hoành khắp ngang dọc, vượt sóng gió bao tô cuồng phong, sát cánh bên anh em ngược dòng. Dù cho ấy anh ghét toàn tinh tranh giành tan khóc, thiên thu lưu lại tên trên vách đá rêu phong. Đời phú quý sống chết có số, luân hồi kiếp xoay vòng. Dù cằn trên bờ môi còn nồng, khoe mi hoen cay nuốt nước mắt tan vào trong. Sinh tử cùng bước qua nhẹ nhàng, bao hiểm nguy chẳng hề khó khăn, để huynh khắp chốn nhân gian. Buông ra! Mày thái độ gì vậy? Mày đối xử với ân nhân cứu mạng của mày gì hả? Thôi đi, anh là một thằng nóng tính, hay sinh sự, còn nhát nữa. Hèn. Nhưng mà anh làm gì để người ta dí chém mình vậy? Chắc là tụi nó ganh tị với nhan sắc của tao thôi. Anh hai à, bớt ảo đi. Hello các bạn, clip này mình xin gửi tới bạn Phi Mão, giang hồ ảo trên mạng, chuyên gia đi cào phím chửi bạn bạ ha. Mình xin phép được nói luôn, mình nổ địa chỉ với bạn, hẹn 331. Ok, biết đây là ai không? Đại ca của tôi đó, thấy chưa, thấy ngồi chưa? Lên mạng nói nhiều làm gì, có 25 triệu cào phím cầm đồ, thích thì qua đây, một mình tao chấp hết. Ok chưa, quá vớ vẩn. Sao anh liều quá vậy? Tưởng tụi nó là mấy thằng giang hồ mạng 4.0, lên mạng nói bậy bạ, ai ngờ đó là hàng riêu, đồ chém tụi mình. Anh hai à, rồi không lẽ mình cứ sống vậy hoài hả anh? Thôi được rồi,
Anh xin lỗi. Lần này cũng là lần cuối cùng anh chơi banh bóng. Anh hứa với em, hai anh em mình sẽ tu chí làm ăn. Làm cái gì bây giờ? Anh đã có cách kiếm tiền rồi. Đi đi, lộ dữ vậy. Đi đi. Ôi. Tử. Ra. Trời ơi, cái gì kỳ vậy anh Quảng? Có gì mà kỳ? Đi làm đi ăn mà. Sợ sợ cái gì? Làm ăn mà sao giờ thành gái luôn vậy? Nè, đi làm không ăn cắp ăn trộm ai, đồng tiền công sức mà làm ra, mất mới gì phải sợ ai? Ờ thì không sợ. Ừ, còn đi vô trong đây làm nữa. Trong đây là gì? Đây Phú Hoa Kiều đó. Phú Kiều có ai? Trọng gái nhiều lắm. Ủa mình đang làm gì? Làm gái này. Ừ thì đúng rồi. Nè, hóa thân mình là con gái. Ủa độc lạ kiếm tiền nhiều. Đúng sao? Cũng đúng. Vậy là mình tha hồ mình làm gì cũng được. Ừ. Đâu ai biết mình là ai đâu đúng không? Thì là gì đó. Cái thằng. Hay đó anh hai. Bây giờ cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Ok. Ừ. Còn ngại nữa không? Không. Ok. Vô làm liền. Đi. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép anh em tụi tôi xin được gửi đến tất cả quý vị, các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và bài hát đầu tiên thì tôi sẽ để cho anh em tôi hát. Bài hát tên gì vậy? Cái gì cây giấy? Hát đi, hát hay hát chứ có gì đâu sợ. Hát chứ. Hát đi, hát gì bài hát gì? À, khi mới bài đê. Khi mới bài đê, cô anh em tôi hát. Rất mong mà tất cả các vị ở bên dưới sẽ ủng hộ cho anh em tụi tôi những cây kẹo để chương trình ca nhạc của ngày hôm nay thêm sôi động. Khi mới bê đêm đâu biết vui vậy đâu, bây giờ mà kêu em làm trai thanh ly hay diễn em đi, đừng bắt em làm gì. Cho dù trời có sập thì lòng em vẫn bê đê vô lắm nha mấy má ơi. Bán được hay không? Bán được không? Bán không được. Em lên bán đi. Gì kì vậy? Đi nguyên vọng không ai mua là sao? Bởi vậy mới nói. Nè, em bán đi, anh hát cho. Ủa gì kì, sao coi nguyên vậy? Ờ, em bán đi, anh không có duyên sao. Xấu quá hay sao? Đó, mở nhà hát đi, em xuống bán cho. Hát đi, hát đi. Vâng, và một bài hát tiếp theo là một bài hát rất mới. Một cái cách của bạn bài hát của mình tên Tới Tình Chị Luôn. Ngồi sân con em là cô gái xinh thật xinh mắt tôi đôi mươi, chưa hề vương vấn chưa hề biết yêu thương một vài, và sớm như ý anh đẹp trai nhất làng, hào hoa hát hay dễ thương ai cũng mê. Kể từ ngày đó anh và em đang lúc hò hẹn, rồi một ngày kia ba má em nói rằng không thích một người như anh làm con rể. Ủa vậy cây dây ta thôi con thật lâu, ai cũng nói tôi con đẹp đôi, trái tim con chỉ có một mình con gái ba thôi, mà cho phép con qua lại để nên mối lương duyên sẵn đó, vợ chồng một lòng chung thủy, con sẽ là gia đình hai bên em có trong. Anh trai gì đó? Dạ. Lấy em 5 cây kẹo. 5 cây hả chị? Dạ, có gì. Em gửi chị, của chị là 50 ngàn. Cảm ơn chị. À, mà em thấy anh hát hay quá à. Hay là hát tặng em thêm bài được không? À, được, được chứ. Nhưng mà để em đi bán một vòng đã. Em quay lại bán cho chị nha. Mày sai rồi, đó là một người con trai. Còn đẹp trai nữa là đằng khác. Người sống cho nên là cô gái.
dài xin thật xin nát tôi đôi mươi chưa hề vương vấn chưa hề biết yêu thương một ai và sớm như anh đẹp trai nhất làng hào hoa hát hay dễ thương ai cũng hát bây giờ anh nghĩ là em với anh nên kiếm chỗ kiếm đến người dạ em mời anh uống kẹo thôi mà nó đòi ra chỗ vắng là sao anh em đi bán kẹo thôi mà anh nghĩ là em nên đi đi chứ không á đổi hận không kịp á nè làm gì vậy à nè em gái sao hai tụi em bán cái địa bàn của anh mà không cho tụi anh biết cái gì hết vậy ủa mất gì thông qua làm việc ai cũng như ai mà cùng nhau kiếm tiền có ai đâu phải thông qua ôi nãy em hỏi nguyên lại để em nói anh ơi cho tụi em dạ anh thông cảm tụi em mới vô nghề xin lỗi nha em mới vô nghề mà tụi em đâu biết gì đâu em à dạ tụi em mới vô nghề á mà tụi em nói như vậy rồi vậy đợi tới lúc á mà tụi em cứng nghề chắc tụi em đuổi anh ra khỏi khu vực này luôn hả không hả làm gì vậy anh này đừng có đánh mà làm gì anh này anh sao anh giận anh này thì ra cũng là bị đê vậy mà tao tưởng á là con gái tao định thiếp nó chứ mấy anh ơi mấy anh tha cho tụi em đi tụi em không có dám làm gì nữa đâu nha mấy anh. Mấy anh thông cảm cho tụi em nha. Bỏ qua cũng được thôi. Nè, đập cho chó. Ăn đi, ăn hết cho tao. Tửng. Ăn đi. Tửng, không được ăn. Bỏ đi. Dừng lại, tôi ăn, tôi ăn. Không có ăn mà Tửng. Đúng là chó với nói tiếng người mà. Còn gì nữa? Muốn tao tha đúng không? Đơn giản thôi. Bò qua đây. Bò qua đây rồi sủa lớn lên. Sủa càng lớn á, tao càng tha cho mày. Càng mày tao giết tụi mày. Anh ơi, đừng có đánh nữa mà. Đừng có đánh nữa. Anh ơi, đừng có đánh nữa. Anh ơi. Tha cho một mày là đừng để tụi tao gặp tụi bay nha. Dòng đời tiền dòng gió bao tố hiểm nguy, gian truân tàn khốc thiên nát xoay vòng, bước tiếp thay người gục ngã cùng bia đá rêu phong. Một thời bên ta được mấy người cùng sát cánh tay kề, một lòng chẳng mang sóng che, nước nước mắt vòng trong khắc. Tấn à, anh hai hỏi một câu được không? Làm gì tự nhiên nghiêm trọng quá vậy? Từ trước tới giờ anh hai có làm gì có lỗi với em không? Tất nhiên là không rồi. Ngoài cái chuyện anh chơi đá banh bán nhà bán xe ra, em thấy anh không có lỗi gì hết trơn. Nhưng mà đối với em á, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Nhưng mà đánh nhau á là phù mỏ đúng không? Thì bởi vậy mới mua bông băng thuốc đỏ cho anh nè. Anh băng bó vô đi, coi chừng nhiễm trùng á. Ủa, mày hút thuốc từ khi nào vậy? Tối hôm qua. Anh xin lỗi.
Từ ngày ba mẹ mất, anh chưa một ngày nào quan tâm chăm sóc cho em hết. Đối với em á, trên đời này người thân duy nhất mà em còn là anh. Thà là em chịu nhục còn hơn đứng nhìn anh chịu nhục. Em thà chết còn hơn đứng nhìn anh chết. Em hiểu không? Anh em mình có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Em hút được thì anh hút được. Được không đó? Cái trình của anh em biết mà. Em trai, nhìn cho kỹ nè, anh làm đúng một lần duy nhất thôi nha. Rồi khó đâu, anh nuốt luôn. Mệt quá à. Tao băng bó đi nha. Em ra ngoài kiếm gì làm. Ở nhà buồn tay buồn chân lắm. Quả ai nay thiệt chứ. Thôi là nó cũng thấy. Nó thấy là chắc nhục chết. Mà công nhận thương em thiệt. Dạ em nghe nè anh hai. Em đang đâu vậy? Về nhà em. Trời ơi, dạ em biết rồi. Lúc nào anh cũng điện kêu em về nhà hết trơn á. Anh kêu về cứ về đi. Lúc nào thì anh cũng công việc với công việc, cũng có bao giờ chơi với em được đâu. Nhà em có một mình chán chết luôn á anh. Vậy nha. Dạ em biết rồi, tối em về vậy nha. Suốt ngày cứ kêu về hoài vậy trời. Không có lương tâm hết ta. Nhìn mình á. Trời ơi, ngất hết kéo tôi rồi. Làm sao mà bán nữa đây. Trời ơi, cùng nhìn nhau đi. Trời ơi. Dũng ơi, thằng nhóc này, sao làm đổ kẹo tùm lum không lùm lên đi bán đi. Gì anh trai? Vậy đồng chúng em đi anh trai à. Vậy hả? Trời ơi, còn nhìn nhau nữa. Trời ơi. Nè, thôi. Anh lụm lên rồi đó. Đem đi bán đi. Để hồi nữa là tối không có bán được đâu. Anh trai, em giờ hết rồi sao bán anh trai? Giờ hết. Cái này có gì đâu mà, chuyện lỡ rồi. Thôi, để anh lấy luôn cho. Thâm xì. Anh còn thương em hả? Thôi, được rồi. Anh nói em nghe nè. Em coi đi. Mấy kẹo này nó ở trong bịch hết mà. Đâu có sao đâu đúng không? Đó. Bây giờ thôi, anh lấy một bịch cho em vui nha. 10.000 đúng không? Khỏi thối. Đó, rồi em đi bán đi nha. Không phải tài nữa. Không phải tài nữa. Sao? Không phải tài nữa. Trời ơi khổ quá mà trời ơi. Nè, cầm đi. Đó, thấy chưa? Người ta tốt như vậy á, anh không biết gì hết. Em cảm ơn chị. Chị là người tốt. Tưởng thế nào? Xíu. Thằng nhóc này. Cầm giùm tôi cái gỗ này đi, tôi không ăn kẹo. Ủa, sao tự nhiên cô lại đưa cho tôi?
Ờ thì coi như tôi trả công cho anh nãy giờ lụm cho tôi đi. Nè. Vậy nha. Nè. Cô gì đó ơi. Cô tên gì vậy? Em tên Thảo. Có duyên thì gặp. Duyên tới sớm vậy ta. Em lộn đường. Thảo, nhìn mặt quen lắm. Chắc là ở bên phố Hoa Kiều. Kệ đi, làm đào nhiều tiền mà. Anh hai, em về rồi nè. Em vẫn còn nguyên vẹn, không mất mát một miếng nào hết. Anh hai bớt lo đi nha. Cô, lúc nào đòi tôi lớn tiếng mà chịu về sao? Ngày xưa mẹ đẻ ra chỉ có một người hay gì, đi dữ vậy? Trời ơi, em lớn rồi anh hai, em tự lo được. Anh hai suốt ngày cứ càm ràm như con rác. Hay lắm. Đi mấy bữa rồi, người hôi như cú rồi, tắm đi. Trời ơi, em mà hôi như cú thì anh hai cũng như con khô mực thôi à, không có thua em đâu. Nè, một hồi đứng đây là hồi chửi hắn chị. Thôi được rồi, anh hai đừng có tụng nữa, em đi đây. Nhiều khi không biết mà giới tính là trai hay gái Thảo à. Nghe anh Bảo. Mời chị sao ơi. Cá sắp ở đầu cánh câu rồi anh. Dạ dạ dạ. Mày nên nhớ số tiền manh mà mày nợ tao. Bằng cái mạng của mày á, liệu làm sao mà làm. Nghe chưa? Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Vậy thôi nha anh. Dạ dạ dạ. Lâu giờ trai dữ vậy? Em hỏi anh mới đúng. Giờ này anh chưa ngủ đi, đứng nhảy múa gì nữa. Mày nghĩ coi. Em là em của anh. Em đi đêm đi hôm. Này kia sao nó. Chiếc xe đạp đâu? Cầm ơi. Ê. Cái thằng Tứng này. Đừng nói mà giống anh mày. Dính con đường banh bóng kia chưa? Trời ơi anh hai ơi. Em đi xin việc thì phải làm hồ sơ, khám sức khỏe, chụp hình, tốn tiền chứ. Anh tưởng free hả? Vậy là cuối cùng có công việc làm chưa? Thì mai em đi phỏng vấn nè. Chắc là được á. Mày chờ anh mày một xíu nha. Anh nhậu nữa hả? Em điên quá. Cái này gọi là ăn mừng. Ăn mừng khác, nhậu khác. Ngày mai em có công ăn chuyện làm mới. Hôm nay anh em mình làm vài ve mừng cho em. Không đúng sao? Thôi thôi. Mai đi phỏng vấn sớm đó, không nhậu được đâu. Em nói kỳ quá. Uống một ít có sao đâu, không chết được đâu. No. Làm tí đi. Nghe lời anh hai nè. Trời ơi, trời đại luôn đi. Nè, yeah, vô. Nhưng mà hứa nha, không có được ngủ quên. Phải về sớm đi làm nghe chưa? Trời ơi anh hai ơi. Thằng Tuấn này á, mà dậy trễ thì thiên hạ coi ra gì nữa. Nghĩ sao vậy, dăm ba cái ly rượu thôi mà. Nói được làm được. Kính lão đắc thọ đó, anh uống trước đi. Ok, chứ không để anh uống trước. Khắp chốn nhân gian. Dù phú quý hay cơ hàn, sướng vui hay hoàn nạn, trước sau nguyện không đổi khác. Người ung dung bước hiên ngang, nghĩa khí nam tử hán, sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng. Sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng. Quá luôn rồi chứ. Cái thằng Tướng này dạy mãi. Yêu thì đủ
đúng rồi, người ta nói Tuấn hay nói là tối nó hay ngủ. yếu quá mà. Dạ, em chào anh. Em là Tuấn phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ngồi đi. Dạ, hôm qua em có gọi điện hẹn anh là hôm nay cho em đến phỏng vấn để xin việc làm phục vụ đó anh. Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà sao em đi trễ vậy? Dạ, em xin lỗi anh. Hồi sáng này em lỡ ngủ quên. Anh nghĩ là anh với em không hợp đâu. Thôi em đi về đi. Sao vậy anh? Hôm qua tại vì em lỡ thức khuya quá nên sáng nay em mới lỡ ngủ quên thôi. Anh bỏ qua cho em lần này nha. Tại vì thật sự là giờ gia đình em còn có hai anh em của em mà tụi em thất nghiệp lâu nay rồi. Tụi em cần việc làm lắm. Mong anh giúp đỡ cho tụi em. Anh nhìn em đâu có giống thất nghiệp, thấy giống dân chơi á. Dạ, không có đâu. Anh hai của em á, ảnh thích làm tóc nên là ảnh hay đem em ra làm này làm nọ thôi à. Chứ em không phải dân chơi gì đâu anh. Rồi sao hai anh em thất nghiệp? Dạ, anh hai của em hồi đó ảnh thích làm tóc, rồi giờ ảnh thích làm banh luôn. Nên cái nhà của em cũng banh theo ảnh luôn. Rồi tụi em thất nghiệp lâu nay khó khăn lắm anh. Bởi vậy, coi giúp đỡ giùm cho tụi em nha. Này không phải là anh nhận em, mà là anh sẽ cho em làm thử. Do anh thấy em cùng quê cai lại Tiền Giang với anh, cho em thử việc 3 ngày. Dạ, nếu được vậy tốt quá anh ạ. Sẵn đây anh cũng nhắc cho em nhớ luôn, việc mình muốn làm mà mình không thể làm được, người ta gọi đó là số phận. Việc mình không muốn làm mà mình vẫn phải làm, người ta gọi đó là trách nhiệm. Dạ, em hiểu rồi. Vậy em làm liền đi, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều. Để huynh khắp chốn nhân gian, dù phú quý hay cơ hàn, sướng vui hay hoàn nan, trước sau nguyện không đổi khác. Này có việc làm hay gì mà nhìn vui quá vậy? Sao anh biết? Tao sống với mày từ nhỏ tới lớn, mỗi lần mày có gì vui á, mày cười mỉm chi hoài à. Mà làm gì vậy? Cho đi làm với. Thôi, cho em xin đi. Dẫn anh theo làm á, cho bị đuổi cả hai hay gì? Cái thằng Tuấn này, tao sao mà mày nói vậy? Chứ không phải hả? Anh nghĩ coi nè, tánh anh á đã hay quên, còn bị áo nữa. Suốt ngày tưởng mình là Ngô Diệp Phàm không à? Ai dám cho anh làm? Nè, nhưng mà mày có công nhận là tao đẹp trai không? Quá xuất sắc. Chịu khó thì cũng được. Cũng được cái gì? Tao đẹp trai hơn luôn á, nó thiệt á. Trời ơi, thiệt á. Ngồi với anh hồi sợ bị lây cái bệnh ảo của anh luôn. Thôi, nắng nóng quá, đi tắm nè. Nghĩ sao nói mình Ngô Diệp Phàm vậy? Mình là phải hơn Ngô Diệp Phàm chứ. Nó còn em ngu vãi. Mời chị uống nước. Gặp nhau nữa rồi nè. Thủ duyên quá ha. Mà bữa nay cô không đi làm hả? Làm gì? Làm việc của cô đó. Quên. Giờ đang trưa nắng mà đâu ai hứng sản vậy đâu. À,
Chắc hôm bữa là gặp tôi ở phố Hoa Kiều chứ gì. Nhưng mà không có như anh nghĩ đâu nha. Đúng, cuộc sống mà, ai rồi cũng phải cần kiếm tiền thôi. Tôi với cô sinh ra đều là để phục vụ, chỉ có cái là khác kiểu. Nè, tôi khẳng định lại với anh một lần nữa là những gì anh thấy không như anh nghĩ, ok? Thôi thôi thôi, cô uống gì nói đi để tôi lấy. Nước cam đi. Nước cam, có ngay. Không lẽ là làm gì đam mê sao ta? Gì vậy? Em đã làm bỡ ly đó hả Tuấn? Dạ, em xin lỗi anh. Em vô làm 3 ngày, em bỡ hết 9 cây ly. Dạ. Bây giờ sao Tuấn? Anh lại em luôn á. Dạ anh ơi, anh thông cảm, em cũng đâu có muốn đâu. Tại vì ly nó trơn thì nó trượt ra thôi. Anh nói với em rồi, cái gì mà mình muốn làm, mình không làm được, đó gọi là số phận. Còn cái thứ em không muốn làm mà em vẫn phải làm, đó gọi là trách nhiệm. Dạ. Cái việc rửa ly em không phải làm. Dạ, vậy chứ em làm gì vậy anh? Số phận của em mà. Anh ơi, anh thông cảm cho em đi. Nếu mà không được nữa thì cho em xuống giữ xe cũng được. Em làm gì cũng được hết á. Thôi 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 Tuấn ơi, anh nói thiệt nha, anh em mình cai lợi Tiền Giang á, em hiểu mà thôi. Dạ. Những phong ba bụi trần đời trai gió sương bão tố rêu phòng. Dẫu núi cao biển rộng chẳng ngại vũng sâu lún hay đỉnh dốc. Vấp ngã vẫn mỉm cười ung dung đứng lên bước tiếp hiên nhà. Dẫu mau rơi chẳng trong ngày nan chí nghĩa khí nam. Cam tôi đâu? Ờ thì tí nữa có người khác đem ra cho cô. Giờ tôi về. Ê khoan khoan khoan, nước cam này chắc không ngon đâu. Vậy tôi với ông đi ra ngoài bờ kè uống nước đi. Đi đi. Đi chi? Thì đi ra đó tôi kể cho anh nghe cái lúc mà anh gặp tôi phố Hoa Kiều. Đi. Nè nè. Lâu lắm rồi em mới vui vậy á. Ừ, tôi cũng vậy. Mà nè, sao anh cứ kêu tôi với cô vậy? Xa lạ quá. Kêu bằng em đi. Em Thảo. Mà anh đang thất nghiệp hả? Tại nãy thấy ông chủ chửi anh quá trời luôn á. Do anh hậu đậu quá, làm bể đồ đạc suốt đó mà. À vậy hay là anh về công ty làm với anh hai em đi. Công ty anh hai em nhiều việc lắm. Thôi không được đâu. Tự dưng em mới vừa biết anh thôi, anh chưa làm gì cho em hết, em lại giúp đỡ anh như vậy kỳ lắm. Trời ngốc quá à, đâu có sao đâu. Miễn sao là ngày nào anh cũng chở em đi chơi chứ hôm nay là được rồi. Thôi thôi, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông con trai. Anh muốn mình có một công việc rõ ràng.
Ý tốt của em anh sẽ ghi nhận. Anh không làm đúng không? Vậy tôi nhảy xuống đây cho ông coi. Tôi nhảy thiệt đó nha. Khoan. Rồi. Anh làm. Nhớ ra đừng xuống đây. Anh hai. Hả? Anh hai về đây đang đi chơi mà. Anh hai anh nói là anh đi làm về phải về nhà nấu cơm nha anh. Không là anh quýnh anh chết. Em ở đây chơi nha. Hôm khác mình gặp nha. Ê. Hay. Người mà nhát gái dễ sợ luôn á. Rồi em làm được. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ ok. Em làm được anh yên tâm. Dạ dạ. Rồi. Dạ em chào anh. À, có anh Tuấn ở nhà không anh? Qua ngồi đi nói chuyện. Dạ. Ủa mà cô là ai mà tìm nó? Dạ em tên Thảo. Anh Tuấn có mời em tới chơi anh. Cái thằng này có bao giờ có gái đâu mà hay gì ta. Gái xinh đứa mới chịu chứ. Ngồi đó đi, để vô kêu nó. Dạ. Dậy. Tấn, dậy đi, con bé nào tìm mày kìa. Rồi, đang ngủ mà làm gì kỳ vậy nái. Con nhỏ nào tìm kìa, ngồi đó chờ kìa. Nhanh đi. Làm gì mà con gái tìm. Bé nào tên Tháo Bẻ gì đó, ngồi chờ nãy giờ rồi đó. Anh hai bự gì với tên gì kỳ cục vậy. Nói nhiều quá, dậy đi. Dậy. Sao em biết nhà anh vậy? Gì? Trời ơi, thì nhà anh em muốn kiếm em búng tay cái là ra rồi. Ủa mà sao tự nhiên anh mặc đồ kỳ vậy? Ghê quá. Giặt chưa khô. Thôi anh Kiên. Mà anh đi thay đồ đi. Để con đi gặp anh hai em nữa. Gặp anh hai em chi ta? Anh không nhớ ngày hôm qua em nói với anh cái gì hả? Thì là anh tới gặp anh hai em để làm việc đó. Gặp anh hai em để xin việc. Ừ. Anh nhớ rồi. Quên. Thôi, để bây giờ anh vô trong. Thôi rồi, với em ha. Có việc làm không cho anh theo? Trời, gì vậy nái? Bữa nay em mới đi xin việc à, chắc gì đã làm được đâu. Ê nè, không phải là không chắc, mà là chắc có nha. Thì nếu mà chắc chắn thì anh phải để em vô trong em làm. Rồi ổn định em mới dẫn anh vô trọng được chứ. Ổn là khi nào? Lâu quá nhà chán lắm nè. Thì anh phải đợi đi nha. Em vô anh thay đồ đi, anh cầm rạm hoài à. À bạn ấy à, bên chỗ làm á có mấy bạn nào giống bạn ấy gì không? Xin lỗi. Tôi vô. Em dẫn bạn em về nè. Chào anh. Ngồi đi.
Đây là bạn bé Thảo. Dạ. Mày tiếp cận em gái tao đúng không? Theo anh thật. Anh hai, anh đừng có đa nghi như vậy. Anh biết tính em mà. Đời nào em dắt mấy cái người bậy bạ về đâu. Tao không tin mày, nhưng là tin em của tao. Mày đừng nhớ, những thứ anh muốn làm nhưng làm không được, đó là số phận. Còn những thứ mày không muốn làm mà vẫn phải làm, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của mày này. Là sống vì anh hai mình. Nghĩa khí nam nhi dù đâu lìa máu rơi quyết trắng vân vân. Sống chết luân hồi ai mà không cách xa bước qua. Này, nhìn có vẻ khí chất hơn bình thường đó. Có gì đâu anh, công việc thôi mà. Ủa mà em đi làm gì vậy? Em làm xã hội đen. Cái gì? Xã hội đen hả? Mày nhát như con thỏ đế gì á. Tao cười vô mặt. Thử miếng cho biết mùi gì không? Thôi em trai bớt nóng, anh giỡn thôi mà. Bỏ ba cái này xuống. Ghê quá. Khí chất. Anh mừng cho em á, nhưng mà anh chưa có gì hết à? Thì tại anh lười, anh có chịu đi làm đâu. Anh có lười đâu, tại vì em không giới thiệu cho anh thôi. Em giới thiệu cho anh qua chỗ làm với. Thôi, em không muốn làm hư anh đâu. Anh hư cái gì, anh hư sẵn rồi. Anh lớn anh tự biết chứ. Cái thằng này thì cũng phải để từ từ đi. Em mới vô làm mà sao dẫn anh qua đó được. Nhưng mà nhanh nhanh nha, anh chịu hết nổi rồi đó. Ở nhà chán chết đi được. Ừ, biết rồi. Kêu đi kiếm việc làm đi thì không chịu. Nó càm ràm suốt. Ghê gì bây. Phèn sóng gió bao tố hiếm nguy gian chuẩn tàn khốc thiên nát xoay vòng bước tiếp thay người gỗ lá cùng bia đá rêu phong một đời bên ta được mấy người cùng sát cánh vai kề một lòng chẳng mang sống chết nuốt nước mắt vào trong dù ngày mai lìa xa những ai thì vẫn một lòng sát mai ở lại ngày hôm nhìn lên nước hiên ngàn. Thảo hả? Sao anh biết em hay vậy? Mùi nước hoa của em thì lẫn vào đâu được. Chắc em phải về em đổi mùa nước hoa luôn quá. Sao vậy? Thơm mà. Thì em sợ anh ngửi cái quen.
quen xong rồi quên luôn. Khùng quá à. Anh không thương em thì thương ai bây giờ? Đàn ông tụi anh sao mà biết được, hay quên lắm. Chỉ tội cho con gái tụi em thôi. Cho dù anh có quên cả thế giới này thì anh cũng không bao giờ quên được em. Anh có tất cả như ngày hôm nay đều là nhờ em, thì làm sao anh quên em được chứ. Nữa, anh lại vậy nữa rồi. Thấy đi chị. Em vào đây. Tiên, Tiên. Đâu chị? Còn nít còn noi. Bài đặt nghiện ngập hả mày? Dạ đâu có đâu. Vô giả mà. Tại hôm qua em đi chơi với bộ em, bị hình sự nó bắt. Nó đòi 2 triệu để chuộc cái xe ra. Mà em sợ má em la, nên em vả quá em mới làm chuyện này. Tại nãy em thấy mấy đứa nít nó chơi vậy này nè, em mới lấy em đi khè người ta thôi. Chị tha cho em. Tha hả? Thôi được rồi, cầm lấy. Ủa? Sao anh đưa nó chi vậy? Không sao đâu. Cầm lấy tiền này đi chuộc xe, rồi sống có trách nhiệm vô. Đừng có học đòi theo người ta. Sống có trách nhiệm không phải để cho bản thân mày, mà là cho cả mẹ mày nữa. Hiểu chưa? Dạ dạ. Sao chưa đi đi? Tại cuộc đời này em chưa thấy ai tốt như anh. Em cảm ơn anh. Ê, gì nữa anh? Cầm này cho hình sự bắt mày nữa hả? Đi. Anh cảm ơn. Những phong ba bụi trần đời trai gió sương bão tố rêu phòng. Mới vô có 1 tháng mà anh thay đổi quá ha. Hôm nay sao thấy anh tâm trạng quá vậy? Nè, đâu có gì đâu. Mình đi dạo một vòng nha. Không. Chắc chưa? Không đi được. Vượt ngàn trùng gian khó, bước trên trông gai, cảm nhận đường dài thăng trầm. Lọc lửa tranh giành toàn tình, dẫm đạp nhau, lòng người thật nhẫn tâm. Dòng đời bao phen sóng gió bao tố hiểm nguy, gian truân tàn khốc thiên nan xoay. Đời bên ta được mấy người cùng sát cánh vai kia, một lòng chẳng mang sống chết. Nuốt nước mắt vào trong khắc thoát ghi tâm chẳng quên. Anh để đồ xuống đó đi. Ủa, nhà mình không ở, tự nhiên bắt tôi cuốn gói qua đây. Định trốn nợ ai hả? Anh đừng có nghĩ ai cũng giống như anh. Em không có biết banh bóng gì đâu mà trốn nợ. Anh có biết đây là đâu không? Đây là đâu? Đừng nói đây là cái khu của thằng Long Ca, Long Cá gì nha. Anh Hai à, giữ mồm giữ miệng chút đi. Ở đây không phải muốn nói gì là nói đâu. Tại nhà mình anh ở quen rồi, qua đây lạ quá, anh không thích. Cái khoản nợ của anh em đã trả rồi. Bây giờ anh phải qua đây ở thì em mới yên tâm được. Ồ, mày cũng biết chuyện đó luôn hả? Người ta qua nhà đòi nợ kiếm anh hoài luôn á. Hỏi sao không biết. Thôi, anh vô trong nghỉ ngơi tắm rửa đi. Làm gì anh nhìn em dữ vậy? Riêng không biết mày là anh tao hay là tao là anh mày. Thôi, đi tắm. Ừ. Gì cha? Cầm đi. Ở đây ai cũng có một cây hết. Tự nhiên vô tắm bắt cầm cái dao theo, vô cạo vậy trống. Em đưa cho anh là để anh phòng thân chứ không phải để cạo. Ghê. Anh Hai. Gì nữa? Bồn tắm đây nè. Ờ. Đau đầu quá. Có nhiều. Ta-da!
Cái gì đấy? Thì ăn mừng nhà mới, người mới. Ủa sao vậy? Anh không thích hả? Không, không phải. Em cứ làm vậy, anh sợ phiền cho em. Trời ơi, có gì đâu mà phiền. Thôi đi vô. Đi. Rồi, từ từ. Ủa, em đi đâu nữa vậy? Thì em đi ra cởi giày nè, nãy em quên. Không cần đâu em, nhà mới chưa dọn dẹp gì hết mà. Sao anh gặp em lúc nào cũng đang trong hình hài hết vậy? Cái thằng Tấn này, không vừa nói sớm, để anh mặc cái vest vô. Trời ơi, có sao đâu anh, thì lúc nào anh chả đẹp trai. Anh đánh giá cao em đó nha, em có mắt nhìn người nè, thấy không? Nguyên dòng họ nhà anh, đẹp trai cao ráo, em nhìn nó đi, thấy không? Nói về độ đẹp trai, nó chỉ có thu anh có một chút xíu xìu thôi. Tại biết sao không? Dòng họ nhà anh á, ai cũng cao to hết trơn á, thấy không? Đó thì anh với nó ngang nhau 90 thôi. Thấy không? Anh hay quá. Chứ gì nữa. Vô ăn nè. Nè, ăn thêm miếng nữa đi. Dạo này thấy em ốm lắm rồi đó. Trời, tự nhiên bữa nay quan tâm em quá vậy. Ủa, thì anh là anh của em mà. Thương lắm anh nghe. Sợ anh quá cha. Sao? Có gì muốn nói? Nói luôn đi. Thì ngày mai á, dắt anh đi làm với. Không được đâu. Được thì thôi. Thật ra không phải là không được, mà là em lo cho anh. Tuấn à, mày có coi tao là anh của mày không vậy? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Hay là anh đưa anh Hoàng qua gặp anh hai của em đi. Tính ông Hoàng nè, tính ông nóng nảy bập chợp lắm. Anh sợ là đại ca ông... Ai cũng xứng đáng có được cơ hội mà, không thử sao mà biết được. Anh chưa có nghe cái câu là đóa hoa được nở trong nghịch cảnh là đóa hoa đẹp nhất hả? Mình không được làm đóa hoa sao? Trời ơi, anh lại ngưỡng mộ em nữa rồi. Em vừa xinh đẹp, là vừa có tư duy nữa. Đây lý ra, em phải quen anh mới đúng. Anh hai, sai lắm rồi đó. Ăn đi mọi người. Chào đại ca. Em đã không còn yêu anh nữa rồi. Lòng em đã phai tan yêu thương. Không có danh là Long Ca, khí chất ngút trời. Sao anh biết đó là Long Ca? Tối nào mình nằm ngủ mơ, lúc nào mình giấc lên này. Anh ơi, thôi đi. Ở đây không có được nói thằng kia. Không cho nói gì thôi. Dạ đại ca. Ai đây? Ừ đại ca, đây là anh hai của em. Anh tới đây để xin việc. Bộ mày tử mặc bộ vest lên giả thành doanh nhân. Mày quên mất bản chất mày là gì hả? Ở đây không có tiện người. Về đi. Dạ, em xin lỗi đại ca. Em xin phép. Cái gì vậy? Tới đây xin việc chưa gì hết mà về là sao? Mày tên gì? Tôi tên Hoàng. Dương Minh Hoàng. Sao hai anh em không giống nhau? Ai mà biết. Ba mẹ đẻ sao đặt vậy. Mà nó nghe nè, tôi đang thất nghiệp, cho tôi làm với. Tao nhận mày. Vậy bữa sắp xếp việc cho nó làm. Dạ.
đây là hồ sơ ở cao lầu này. Thằng Phi Mão nó muốn lấy cái đó để uy hiếp với mình. Tao mới nghe nói là mày ký thêm một tờ giấy nợ bên tao nữa đúng không? Cái số nợ lần trước á là đủ lấy cái mạng chó của mày rồi. Và bây giờ mày ký thêm tờ nữa. Tao cũng không biết là mày lấy cái gì để mày trả đi. Để ở đây thì không được. Mày giữ đi. Sao để lại giao nó cho em? Tao không có tin mày, nhưng tin em của tao. Dạ. Em xin phép đi trước. Mày ở lại tớ. Dạ. Dạ đại ca có gì vậy? Cái Phi Mẫu là cần cái này. Trong đây có bằng chứng nó phạm tội và giết người. Mày giữ nó. Em cảm ơn đại ca đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết sức để giữ nó. Tao không có tin mày. Nhưng mày nhớ cao lầu này có ai đáng tin hả? Dạ. Em hiểu rồi. Em xin phép. Những phong ba bụi trần đời trai gió sương bão tố rêu phòng. Dẫu núi cao biển rộng chẳng ngại vũng sâu luôn hay. Ủa anh Tuấn, sao hôm nay tới sớm vậy? Quán chưa mở mà. Anh giải thoát khốn cho tụi em hả? Ủa anh là khách mới hả? Chắc là lần đầu anh tới quán của tụi em phải không? Mới làm giang hồ có ngày đầu tiên. Thời tới thì... anh đây. Sợ quá hả? Anh quán em có nhiều version lắm á, đảm bảo là anh sẽ thích lắm luôn á nha. Nè, không có giỡn nữa, buông ra. Giới thiệu với mấy đứa, anh Hoàng sẽ là quản lý ở đây. Cái gì? Tao được làm quản lý luôn hả? Ây chà. Vậy là mình thời tới lần thứ hai nữa rồi. Hả? Gì? Để em nhắc cho anh nhớ. Em kêu anh tới đây là để coi, chứ không phải để chơi. Anh đừng có mơ tưởng mình làm khách. Biết rồi, ông cụ non. Khó tính quá à. Thôi được rồi, vậy anh tập làm quen dần đi. Em phải đi qua sòng bài đây. Làm việc đi, nhìn cái gì? Giờ làm việc coi. Lẹ. Mấy kia nữa. Nhanh đi. Hãy. Ngó cái gì? Vô việc, vô việc. Tập trung làm việc. Ê, còn hai em này. Ê, vô bên trong anh test chuyên môn xíu được không? Chào thầy. Thiền ám bên bờ vũ trụ. Vậy? Tôi đang bên sang chơi mà. Thì ra là cậu ba. Đổi nhạc. Cậu ba, em thương cậu mà cậu lại thương ai á. Lúc mới cưới cậu á, em đâu có nghĩ là cậu sẽ lấy thêm mợ hai, mợ ba. Em buồn. Trời ơi, cậu thương em á, cậu cho em tiền luôn hả? Bậy. Hồi nào? Tôi trả tiền hồi nãy đó. Mà cậu thấy bên em á, phục vụ tốt không? Hôm nay tôi thấy sao sao á.
mà cái số 152 tôi thường bút nay đâu không thấy nữa. Cậu thông cảm đi, em ở dưới quê lên không có kịp, mà nếu cậu thấy chưa có đủ thì làm hết sức nữa. Tiền đâu nữa mà làm. Ủa ba keo á, ổ nãy móc tao miếng cọc tiền. Nhưng mà không có sao, bên em nha, cái tiêu chí vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Nhưng mà có em nha, mòn lắm, 169. Ủa, tôi nhớ đây 168 là hết rồi mà. Còn ai nữa? Chinh Chinh đây. Đèn vừa nhau đèn hay, hãy thắp tiếng ca chờ đợi ngày mai. Nhà vui cuồng quay nhịp chân rộn ràng. Đi đâu rồi? Lại lỡ con đò, lại có con đò mới. Mama à, sao hôm nay nhìn mama mệt mỏi quá vậy? Hay là vào bên trong để em út đi giải sự khác cho. Mày quên luật công ty rồi hả? Ai cho đụng tới nhân viên? Mama vẫn nhớ vậy hết trơn. Nhân viên là tụi nó có số, còn con có số thì sao? Nghiêm túc đi, tao sắp phải xa mày rồi. Hả? Mama sắp đứt bóng hả? Tao có bóng như mày đâu mà đứt. Nhưng mà nhìn này con thấy nha, mama mặt mày hốc hác, tóc tai vàng khè. Mà đó giờ vậy mà chắc chắn là mới xuống ký luôn. Tao mới lên 2 ký luôn á. Thôi, hôm nay tao dẫn anh trai tao qua đây là anh Hoàng. Từ hôm nay, anh Hoàng sẽ là quản lý khu này. Liệu mà con nghe lời anh đi. Anh ruột anh luôn hả? Ừ. Mama đã đẹp trai như vậy rồi thì chắc chắn anh Hoàng gì đó cũng đẹp trai lắm luôn nè. Trời ơi, thời tới rồi. Con ấy nha, cây mặn đều dùng được hết trơn. Cái máy bào mà. Thôi, im đi. Lại nhảy nhất hết cả đầu. Nhìn thật nha. Dạ em nghe đại ca. Dạ, em mới xong việc bên này rồi. Dạ. Trời, lại lỡ một chuyến đò nữa rồi. Đúng là cái thứ người ta muốn làm mà làm không được, người ta gọi là số phận. Mình phải vượt qua số phận, vượt qua số phận. Anh Hoàng ơi, em tới với anh đây. Trời, hay đến với em đẹp này. Thảo, sao em lại ngồi đây? Đâu có chuyện gì đâu. Mà anh thành kem nữa hả? Để em đi mua cho anh nha. Đến cả bây giờ mà em cũng muốn giấu anh nữa sao? Anh nghĩ là dù có chuyện gì thì em cũng phải nói với anh chứ. Thì em lo cho anh hai của em. Tại dạo này em có linh cảm không có tốt. Một người như đại ca thì làm sao có chuyện được. Em lo xa quá rồi đó. Nhưng mà em biết anh của em đi con đường này á, thì trước sau gì cũng
Không, đại ca ổng như vậy thì làm sao có chuyện được hả em? Anh hứa với em, khi nào anh còn ở đây thì không ai có thể đụng đến em hay là đại ca được đâu. Nhưng mà ngay cả bản thân anh còn... Em đừng nói gì nữa, em chỉ cần tin anh thôi. Anh làm gì vậy? Gì đâu, thì tự nhiên anh bị đau bụng nên là anh tìm giấy đi vệ sinh thôi, có gì đâu. Giấy đi vệ sinh? Giấy vệ sinh ở trong toilet chứ đâu đây mà anh tìm? À, thì tại vì đầu óc anh dạo này bị đản trí á, chắc là do nhìn mấy con đào ở tiệm á mà. Anh bớt bớt đi. Em nói anh bao nhiêu lần rồi, làm việc là phải tập trung vô. Đại ca ông khó tính lắm đó. Đại ca, đại ca, đại ca. Đại ca sao cho bạn anh Phi? Phi gì? Phi con ngựa, ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô, ăn cướp, ăn cướp. Thôi! Bây giờ anh chơi đua ngựa luôn rồi hả? Cái thằng Tấn này, tao chơi đua ngựa là chuyện của ngày xưa thôi. Còn bây giờ nè, em nhìn anh đi, nhìn anh đi. Nè, từ đầu đến chân anh đã là một con người trưởng thành ha. Nhìn đi nè. À, chỉ có bộ đồ hơi sai thôi. Còn lại nè, nhìn nè, tâm trí của anh nè, đã là một người trưởng thành rồi. Em trai à, mà thôi, đi làm về thì vui tắm rửa đi. Cái thằng này nói chuyện. Ừ, anh quên đi vệ sinh luôn rồi. Rớt ngồi luôn vậy. Chuyện ổn hết rồi đó anh. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Em cũng không gọi là một chuyện dễ dàng như vậy. Em biết rồi, thôi em cúp máy nha. Nói chuyện với anh là Huỳnh Tấn nó nghi. Dạ em biết rồi. Dạ vậy thôi em cúp máy ạ. Thân âm như trái trắng một chi lớn mênh mông, đạp lên bao trông gai hiểm ác tung hoành khắp ngang dọc. Vượt sông gió bao tô cuồng phong, sát cánh bên anh em ngược dòng. Dù cho ấy anh ghét toàn tính tranh giành tan khóc. Thiên thu lưu lại tên trên vách đá rêu phong. Đời phu quý sống chết có số, luân hồi kiếp xoay vòng. Dù cằn trên bờ môi còn nồng, khóe mi hoen cay nuốt nước mắt tan vào. Mày kiếm chuyện với tao hả? Mày cứu không? Mày cứu không? Mày biết bố mày tới đây là chơi là dính dự cho tụi mày lắm rồi đó. Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Cậu hai, cậu ba à. Chuyện gì? Cái thằng mập á, cậu phục vụ nó không có chịu. Nó bắt con đổ con mới. Con đổ rồi bây giờ quấn lộn sùm dưới kìa. Tấn,
Để anh. Được không đó? Anh là quản lý khu này, anh làm được. Để em nhắc cho anh nhớ, mình là dân kiếm tiền, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng để xảy chuyện. Mày cứ khinh thường anh mày hoài. Nè, nhìn cho kỹ nè. Tới đây quẹt hay gì? Chuyện gì vậy? Thịt chó này nó đều lại mấy khoai nháy mà em không cho. Nó đánh em rồi còn việc tiền em nữa. Anh coi giải quyết giùm em với. Tiền trao thì cháo múc, trao bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. Dừng chơi biết luật xíu đi. Mày biết bố mày là ai không? Tao chỉ cần búng tay một cái là tao lứt cái quán này luôn đó. Không xảy ra chuyện, đánh nhau luôn rồi. Mẹ mày, nào dám tới đây phá. À, đi ra tụi bay rủ hai, rủ thêm đông như vậy. Ỷ đông bằng hiếp yếu hả? Tao chấp cả lò nha tụi mày. Con mẹ mày. Gì máu chiến quá vậy? Này, này đại ca. Nãy thằng này nó quýnh em này đại ca. Nãy em đâu biết gì đâu, em đi ngoài đường á, cái nó lôi em vô, rồi bắt em trả tiền. Nó đại ca. Mẹ mày. Rõ ràng là mày tới đây kiếm chuyện. Đừng có mày. Hóa ra là người quen. Dạo này mày lên nhanh quá. Chắc là cũng giúp đuôi dữ lắm chứ gì. Tôi là người quản lý ở đây. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Bây giờ tụi mày đánh thằng em của tao, tụi mày tính sao? Suy cho cùng, tôi cũng là người kiếm tiền, không muốn kiếm chuyện. Xin lỗi người ta đi. Mày điên hả? Rõ ràng nó kiếm chuyện, mới phải xin lỗi nó. Anh có nghe em không? Xin lỗi. Ok, xin lỗi thì thôi, tao chấp nhận được đi. Mà bây giờ cái mặt thằng em tao thẹo vậy đó, làm sao nó hết? Hả? Nói tóm lại là mày muốn cái gì? Nói mẹ ra đi. Ok, thôi tao không làm khó tụi bay làm gì hết trơn á. Ngồi xuống đi. Cái gì? Mày, thằng quản. Anh có nghe em không? Anh im đi. À, thôi giờ về. Tao thấy mày cũng được á, về làm với tao đi. Chuyện ngày hôm nay coi như tao xé nháp. Phi Mão, tao nhịn mày nãy giờ rồi. Giờ chơi đúng không? Phi Mão dám qua phố Hồ Kiều phá hả? Dạ. Tụi nó kéo qua đông quá. Em đã cố gắng hết sức mà không làm gì được. Không phải lỗi của mày. Tại anh chủ quan thôi. Dạ. Nhưng mà tụi nó kéo qua quậy mình, chủ yếu là vì tập tài liệu đó đại ca. Ừ. Cậu nghỉ ngơi đi. Mai nè. Có chắc là không cần nhập viện không? Dạ không cần đâu. Em chịu được mà. Ừ, vậy thôi. Dạ, em biết rồi. Ây da, đau quá.
Em làm gì vậy? Anh cũng biết đau nữa hả? Đã vậy rồi còn không chịu đi bệnh viện. Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Em biết mà. Em đừng lo nha. Anh không có chết được đâu. Nếu mà anh chết thì ai thương em nữa. Em cũng đi lấy đồ ăn cho anh luôn. Trời đám này. Rồi, nói đi. Alo, anh Mão hả? Em tìm được sắp tài liệu rồi. Máy quay nào đâu em có thấy đâu. Em chỉ thấy sắp tài liệu thôi. Ok, em đem qua liền. Tài liệu đâu? Mà sao anh còn số tài liệu này vậy? Đó không phải chuyện của mày. Mình là anh em của nhau mà. Em làm tất cả những chuyện này đều là vì anh đó. Ai anh? Ai em? Ai anh em với mày? Mày nên nhớ tất cả những việc ngày hôm nay mày làm là do số nợ của mày gây ra. Thằng em ruột của mày á, mày còn bán đứng được, huống chi là tao. Những chuyện anh giao tôi làm xong rồi. Coi như tôi dành hết nợ. Giấy nợ đâu? Mày tưởng mọi chuyện nó đơn giản vậy hả? Mày đem con Thảo về đây. Thảo? Nhưng mà Thảo là em của Long Ca mà. Tôi Long Ca hả? Long Ca. Thank you.
hoài rồi khi nào xong? Em không thấy hả? Anh bị thương khắp người nè. Đau lắm á. Nó đau lan lên tới trên răng. Ngày có nổi đâu. Anh xào xạo nữa rồi. Mà sao anh không ăn đi, anh cứ nhìn em hoài vậy? Vậy anh muốn ở bên em hả? Ngắm em cả ngày không chán luôn á. Anh dẻo miệng quá ha. Nè, rồi tự cầm ăn luôn đi. Đây. Em nè. Mình làm tập 2 đi. Dạ em nghe anh hai ơi. Em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở phố Hoa Kiều nè anh hai. Về nhà đi. Anh với tụi Phi Mão đang có vấn đề. Anh sợ là... Mà sao phải về nhà? Anh kêu về cứ về đi. Dạ. Vậy nha. Có chuyện gì hả em? Anh hai tự nhiên cái gọi em về nhà, không biết có chuyện gì không nữa. Đại ca gọi thì em cứ đi đi. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì nữa. Anh có sao đâu, anh khỏe nè em thấy không. Có gì đâu. Ừ, đi em về nha. Ừ, em đi đi. Anh nghe là cục cưng. Mới đi có chút xíu rồi, nhớ anh rồi hả? Đúng rồi, tao nhớ mày quá mà. Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Thảo? Mày nghe giọng tao mà không thấy quen sao? Tao với mày quá nhiều kỷ niệm đi chứ. Bị Mão. Chó này. Thảo đâu? Thì tao có muốn cái gì đâu. Chẳng qua là tao đang buồn quá đi à. Mà bây giờ cắn em hàng ngon sát bên vậy. Tao không ăn á. Là tao cảm thấy phí cái cuộc đời này quá đi à. Mẹ mày, mày muốn cái gì? Tao muốn cái gì hả? Tao muốn cái gì thì chắc mày cũng biết mà. Cần gì mày hỏi? Tao đã nói là tao không có. Mày không có. Được thôi, để tao cho mày nghe một cái giọng, coi thử mày thấy quen không. Đừng có tới đây, em không sao đâu, đừng có lo cho em. Mày nghe chưa? Thấy quen chưa? Phê chưa? Nếu chưa phê á, tao cho mày nghe thêm một giọng nữa nha. Tuấn, đừng có tới đây. Anh hai, anh hai. Được chưa? Tao cho mày 45 phút nữa. Mày phải có mặt tại đây. Sau 45 phút nữa mà tao chưa thấy mày á, thì mày cũng tự hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tao báo trước cho mày biết là tao đang rất là đói đó nha. Mày hiểu không? Sướng vui hay hoàn nạn trước sau, nguyện không đổi khác. Người ung dung bước hiên
nghĩa khí nam tử hán. Sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng, dù biển cạn núi kia mòn tình nghĩa. Ca Phi Mão là tình này, trong đây có bằng chứng nó phạm tội và giết người. Em cảm ơn đại ca đã tin tưởng, em sẽ cố gắng sức để giữ nó. Tạm có tình, nhưng mà nhớ cao lòng này, có ai đáng tin. Thảo với anh hai em. Để huynh khắp chốn nhân gian, dù phú quý hay cơ hàn, sướng vui hay hoàn nạn, trước sau nguyện không đổi khác. Người ung dung bước hiên ngang, nghĩa khí nam tử hán. Sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng, sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng. Cũng đúng hẹn chứ hả? Thảo đâu? Anh hai tao đâu? Thứ tao cần đâu? Đưa cho nó đi. Anh! Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao mãi mãi mày cũng không bao giờ bằng được anh Long Ca. Bởi vì cái loại như mày chỉ biết ỷ đông hiếp yếu. Nhát cái. Được thôi, hôm nay tao cho mày thấy. Anh định đi đâu nữa? Tao không cùng mặt mũi nào để nhìn mày nữa. Tất cả những chuyện anh làm em đều biết mà. Mày không giận tao sao? Mình đã lỡ chung dòng máu với nhau, em giận anh làm cái gì? Ai biểu mình là anh em chứ. Mày có thể tha thứ cho tao, nhưng tao thì không. Mày là một người tốt, mày nên dành tình cảm cho một người xứng đáng hơn. Lộc lửa tranh giành toàn tình dẫm đạp nhau, lòng người thật nhẫn tâm. Dòng đời bao phen sóng gió bao tố hiếm nguy
gian trăng tàn khốc, thiên nắng xoay vòng, bước tiếp thay người gục ngã cùng bia đá rêu phong. Một đời bên ta được mấy người cùng sát cánh vai kề, một lòng chẳng mang sống chết, nuốt nước mắt vào trong khắc khắc ghi tâm chẳng quên. Đại ca, em cảm ơn đại ca đã tin tưởng em. Tao nói rồi, tao không có tin mày. Nhưng mà tao tin em của tao. Anh Tuấn, cẩn thận. Thảo. Thảo, Thảo, không sao đâu em, không sao đâu nha, em cố lên, em cố lên nha. Em. Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi, một giây thôi cũng anh sao vậy? Sao hồi nãy anh nhớ là hồi nãy anh chính là người đỡ cho em mà, anh không nhớ hả? Đại ca, đi hỏi nữa hả? Thảo, Thảo, anh đã từng nói với em, chỉ cần còn có anh ở đây thì anh sẽ bảo vệ cho em. Vậy mà bây giờ làm sao mà đâu? Hóa ra anh chỉ rất là khốn nạn. Anh không có làm cái gì hết, anh chỉ biết nói. Là chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, bấp ngã khi những cám dỗ vòng mời, những nỗi vui bao ngày ngô của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây bóng tối, mang vết nhà theo tràn muôn đời, giống như con thiêu thân chẳng thể buông xuôi lao mãi theo.
chẳng tìm thấy lối ra. Anh thương em lắm hả? Thương chứ. Anh không thương em thì anh thương ai nữa bây giờ? Còn bao nhiêu điều anh hứa với em mà anh chưa có làm được. Vậy làm sao? Không phải là em. Mày nghĩ em tao có thể xảy ra chuyện gì sao? Mày không thắc mắc tại sao mà dễ dàng vào cao lầu và mày lại được giữ những tất cả những thứ quan trọng? Tao không tin mày, nhưng tin em. Nên tao và thằng Phi Mão đã dựng lên cái vở Long Hổ diệt tình. Ê à, nó cũng hơi tốn nước mắt của tao ấy. Nhưng tao nghĩ mày xứng đáng tình cảm của em. Em nhớ mình còn gì hứa nhau chưa làm? Chưa làm. Anh trơn dở. Chứ bây giờ hai tụi bay diễn tình vậy, tới đây tới tội nghiệp đâu quá. Không ấy cho tôi đi ra rồi tiếp tục cũng được. Hãy đến, hãy đến với em đêm nay. Chỉ lớn mênh mông, đặt lên bao trong gai hiểm ác, tung hoành khắp ngang dọc. Vượt sông gió bao tô cuồng phong, sát cánh bên anh em ngược dòng. Dù cho ấy anh ghét toàn tinh tranh giành tan khóc. Thiên thu lưu lại tên trên vách đá rêu phong. Đời phú quý sống chết có số, luân hồi kiếp xoay vòng. Dù càng trên bờ môi còn nồng, khóe mi hoen cay nuốt nước mắt tan vào trong. Sinh tử cùng bước qua nhẹ nhàng, bao hiểm nguy chẳng hề khó khăn. Để huynh khắp chốn nhân gian, dù phú quý hay cơ hàn, sướng vui hay hoàn nạn, trước sau nguyện không đổi khác. Người ung dung bước hiên ngang, nghĩa khí nam tử hán, sát cánh vai kẻ chẳng tính toán năm tháng. À, hello bạn nha, mình là Tigo đây. Thì đó, khoảng 4 đến 5 tháng rồi thì ekip Kaya mới hàng tỷ làm gì. Thì có 4-5 tháng rồi thì ekip Kaya mới quay lại để mà làm trên các phim để phát hành trên kênh YouTube á. Thì rất mong quý vị sẽ đón xem nha. Lần này là có sự xuất hiện rất là đặc biệt của nam ca sĩ Sơn Tùng, MTV Fact và Ngô Diệp Phạm phiên bản Việt Nam đó. Nhìn thấy thôi là biết được một bộ phim nó sẽ đụng rất là hài, rất là hài hước. Đường sắt canh vai kề trên dặm trường, dù hiểm nguy gian truân vật đôi sao rời phía trước. Không quan tâm toàn tính sẽ ai mất ai được, chuyện nhân gian đổi thay đau điên, sinh tử có ai lường, sống chết bao nhiêu. Đôi giày.
nguyện không đổi khác, cười ung dung bước hiên. Mình đang thực hiện cảnh quay cuối cùng của bộ phim Long Hổ Diễn Tình, thì đây là người quay thứ ba cũng là cảnh quay cuối cùng. Thì bây giờ là 8 giờ, hy vọng là khi mà tôi vào cái cảnh mà tôi vào tôi bắn súng cái đùng, hy vọng không phải là 3 giờ hy vọng là sớm hơn. Hy vọng vậy thôi, tại vì để về còn nhậu nhẹt ấp đoàn bắt ti đó kiểu, hy vọng là vậy. À, đi quay nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế. Năm tháng đây là một bộ phim mà nói chung là cũng hơi đánh đấm này kia, và cũng là sau 4-5 tháng được nghỉ nhà thì mọi thứ bắt đầu trở lại, thì nó có nhiều cái nó hơi cập rập nên thì cái đó rất là bể tham lai. Quay bữa giờ là quay toàn là phải quay trễ quay buồn không mà, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng để làm việc cho thành công, nên hy vọng rất mong là khi ra phim thì các bạn sẽ đón nhận. Quýnh bay cái sẹo luôn, giờ phải ngồi về lại nè, không thấy hả? Hay ta xịn. Quán mình mở 3 giờ sáng lớn mênh mông, đạp lên bao trông gai hiểm mát tung hoành khắp ngang dọc, vượt sóng gió bao tô cuồng phong, sát cánh bên anh em ngược dòng, dù cho ấy anh ghét toàn tinh tranh giành tan khóc. Thiên thu lưu lại tên trên vách đá rêu phong, đời phú quý sống chết có số, luân hồi kiếp xoay vòng, dù can trên bờ môi còn nồng, khoe mi hoen cay nuốt nước mắt tan vào trong. Sinh tử cùng bước qua nhẹ nhàng. Hello các bạn, hôm nay là Đạt với này có tham gia bộ phim Long Hổ Diễn Tình ở kịch bản NQH, là một bộ phim mà bấm máy sau 4 tháng nghỉ dịch, thì lâu lắm rồi không diễn, nhưng mà cảm thấy rất là vui khi mà lâu ngày quá rồi anh em ekip này kia mới tụ tập lại mà làm cái sản phẩm. Hy vọng là sản phẩm này ra thì tất cả các bạn cũng vẫn yêu thích ủng hộ tất cả các anh em, cũng như bộ phim này giống như những sản phẩm trước đây mà tất cả các bạn đã từng ủng hộ. Má sao nói gì hay dữ vậy trời. Bộ phim này là một cái bộ phim mà báo rất là tâm đắc nha các bạn biết sao. Thì hôm nay là báo nè, đóng vai Ngầu Sang đó, còn đây đổi ngược vai lại hoàn toàn như mà những lần trước mà báo đóng chung với Đạt á, là nhìn bần quá. Đâu, đa nhân cách nữa, đúng không? Như vậy hôm nay hai đứa đúng gọi là đổi vai với nhau luôn á. Báo rất là thích vậy. Không, đây cũng là một vai diễn mà này tới giờ này còn sợ là vì tại vì Đạt trải nghiệm quá nhiều trong lần này,
Hy vọng là sau lần này là sẽ trưởng thành nhiều hơn. Nhìn nè. Trên nhân gian đổi thay đau điên, sinh tử có ai lường? Sống chết bao phen mang trọng thương, kết nghĩa huynh đệ sau màn sương, mấy ai có được? Cho dù nhân thế bao đổi dời, vui đường thế này vui lắm. Chẳng vơi để huynh khóc. Đây là chia tay thôi, đi qua anh. Mặc cái quần vô. Hòa quần chứ, ờ là mặc quần. Nghĩa khí làm từ thân, sát canh vai kẻ chẳng tính toán. Năm tháng dù biên cạn núi kia mòn, tình nghĩa trước sau. Nay là ngày qua thứ hai, chỉ có cảm xúc như thế nào? Ngủ. Rồi ha, qua lý rồi. Đó là phong cách nói chuyện của Tóc Cơ đúng không ạ? Hỏi cả chục chữ, trả lời có hai chữ thôi, buồn ngủ là hết. Ê, qua đây đây. Tụi anh không dám rồi. Nói vì chúng nói đi. Mấy con người này nó nhạt nhẽo lắm các bạn. Đúng rồi, nhạt nhẽo. Họ chẳng bao giờ biết nói một cái gì mà khiến cho cái bạn vui vẻ hoặc là đúng, đáp ứng lại cái sự mong chờ của mấy bạn được hết trơn. Đúng, tôi biết điều đó nên biết tới giờ vẫn chưa có người yêu. Ok, tôi chấp nhận. Vậy sao khá chứ. Nói chung là ngày hôm nay là ngày thứ hai là tụi mình quay. Thì sau ngày đầu tiên mà quá chúng ta đã hoạt động hết công suất 24 tiếng. Thật sự đúng là ngày đầu tiên là chúng ta hoạt động 24 tiếng liền luôn. Không hề nghĩ một cảnh nào luôn. Thì báo nghĩ là thật sự chúng ta giống như là xin nhau vậy hả? Này hả? Dạ là báo trong phim thì ta toán bắt lỗi quá. Trời ơi, tôi bắt bẻ quá. Tưởng tượng phim này đóng vai hai tôi bắt lỗi. Trời ơi, yếu. Phá. Chơi mình đi. Điều. Thôi nếu mà đi quay nó đi, anh không có thời gian không? Không có. Ê, nó động với tôi mày ơi, nó động. Thấy không? Ê, bắt đầu diễn, nó bắt đầu diễn người nè. Có đầu diễn một quần nè. Để che, quần đây. Anh có thể viết một cái kịch bản mà sai từ đầu đến đuôi như vậy. Anh nói đi anh. Vâng, không là vậy nói. Nói đi đàng hoàng chứ. Nói đi 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 kẹp đây. Viết lỗi không phải chứ nha. Biết bị sai nhưng mà cũng có ý mình sửa lại nhưng mà sai nhiều. Báo à. Em báo dĩ được báo. Ý là ý. Nè, ý là ý gì? Mình là bắt đầu từ cảm xúc ở đâu ra mà mình có cái kịch bản như thế vậy? Đúng không? Long hổ diễn hài mà. Ủa diễn hài nhưng mà nó cũng phải có nội dung chứ. Cũng phải có ơn này hài hài khúc gì. Anh nè, anh không biết anh hài hay là anh giang hồ luôn. Chẳng phải là... Con mày đi để chơi anh em chơi. Ê trời ơi. Rồi ông Báo ơi. Rồi ông Cuối đi Báo ơi. Thôi ông Tài đất diễn hài ơi. Nói cho, nói lại đi. Hả? Không biết nói gì đâu.